Bò giò tiết hả con ơi? Con ạ, bò giò tiết qua trong các trường anh nhá. Ờ. Đấy, em đang thái thịt này là con gái cô hả cô? Này, hai đứa này là cháu cô. Mến chào quý vị và bạn, chào mừng quý vị và bạn đến với phố cổ Hàng Cá. Lúc này là buổi sáng ngày lễ quý vị nhá. Chưa bao giờ Duy đi đường Duy cảm thấy ngày lễ ở Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung nó lại ảm đạm thế này em nhỉ. Gần như là cấm các cái hoạt động ở ngoài trời. 30 tháng 4 đi trong Sài Gòn thì ta mới làm lễ to, phải không? Ngoài Hà Nội mình cũng là mượn cớ ngày nghỉ để mà nhậu nhẹt thôi. Anh cũng thế, những ngày nghỉ thì mình chỉ nghĩ đến ăn uống, gặp gỡ trong ai Nam ở xa quê thì về quê. Trong Nam người ta ăn 30 tháng 4 thì to phết, em đã từng được vào trong đấy vào đúng dịp 30 tháng 4 rồi, cũng vui. Rồi anh em mình cứ ăn Bắc mặc Nam đi, đúng không? Hôm nay ở con phố này em giới thiệu anh món quả có tí lép Huế đi, bún bò Huế đi. Có một lép Huế, bún bò Huế. À, anh cũng khá tò mò đấy. Bởi vì anh đã trực tiếp anh vào Huế, anh ăn bún bò Huế rồi. Ngoài đây thì không biết là bún bò Huế so với món Huế thì nó như thế nào. Trong Huế chắc là người ta, nhân viên nó với người ta lạnh lót hơn phải không? Gái Huế là nói chuyện là hơi bị tưng tưng đấy. Đây là anh ơi. Đây đúng em. Hôm nay cảm giác em thấy có gì đó rụt rè nhỉ? Em chả thấy gì, nên mình thường người anh. Anh em. À, có nước rửa tay luôn quý vị này, rửa tay khô. Cho mai bát chị ơi. Cầm con. Cô chuyên bán bún bò hả cô? Ừ, chuyên bún bò mấy năm nữa, lúc trước có bánh nữa cơ, nhưng mà bây giờ đang dịch chưa làm. Dạ. Cả bánh Huế. Dạ. Cả, có cả bánh Huế. Bò giò tiết hả con ơi? Con ạ, bò giò tiết qua trong các trường anh nhá. Ờ. Một chả đá luôn nhá. Tô này là nhiều hành, ớt chưng cho anh luôn rồi. Đấy, hai anh, hai chị ngoài đường ấy. Của em có gì nữa không nhỉ? Không có gì, 55 nghìn. Cháu nghe giọng của cô thì giọng người miền trong là cô là... Cô người Sài Gòn. À, Sài Gòn. Ừ. Dạ, dạ. Sài Gòn cô bán đây mười mấy năm rồi. Dạ. Tại nào cái giọng cô bây giờ gọi là giọng lai lai hay đúng không ạ? Ừ, đúng rồi. Quầy Bắc này ra đây lâu rồi, nó lai, lai dạ. Bắc. Nhà cô bán đơn giản như này thôi. Cô dạ. Bán lai Bắc mình mà. Dạ. Nên nó cũng không giống ở trong kia lắm, trong Huế lắm. Dạ. Quen ở ngoài đây người ta ăn quen rồi. Làm giống ở trong Huế thì nó hơi bị ấy, hơi bị dạ. Ngọt. Về nước dùng của cô chắc là cũng giữ nguyên kiểu là Huế. Ừ, đấy Huế đấy nhưng mà dạ. Cô lại pha chế khác qua trong Huế tí. Nó khác ở cái vị gì ạ? Ừ, khác là nói chung là mỗi thứ trong kia cô phải giảm đi. Dạ. Con hiểu không? Ngoài đây nó ăn giống trong kia, giống như trong kia thì nó không ăn quen. Dạ. Bé ơi, dọn cái bàn này cho anh con. Con để dưới đấy đi em ra này. Có nước gì không nhỉ? Trà đá. Chả cua, giò bò, nói chung là cũng đầy đủ. Ừ. Thế cơ duyên nào mà cô ra cô mở quán ở Hà Nội cô? Nhà chồng cô lấy chồng vào đây mà. Lấy chồng vào đây. Ừ. Đây là nhà chồng cô. Thế là hai cô chú là gặp nhau ở trong Sài Gòn? Trong kia. Lấy nhau trong kia mới ra đây mở quán. Thế là chú có đi bộ đội hay là làm gì không cô? Không, chú ngày xưa chú đi bán hàng trong đấy. Ngày xưa ở Sài Gòn là cô ở khu vực nào?
Cô ở quận Phú Nhuận. Trong Sài Gòn mọi người cũng bán nhiều bún bò Huế hả cô? Đây, này nhà cô trong đấy bán hàng này mà. Nói chung là cái này nó nhiều lắm, nhưng mà mỗi người niêm một cách khác nhau, pha chế khác nhau, nên nó, mình ăn khẩu vị nào quen thì thích ăn thôi. Một đĩa rau nha. Đưa cho hai anh này, con này đủ rồi đấy, anh ăn ít bún. Em gái có ớt tươi không? Có. Đây là giò sống hả cô ơi? Giò sống, cả giò bò con. Giò sống này, bây giờ bò viên này. Tiết. Cảm ơn. Bún bò Huế đây, quá ngon. Em này bè ít rất tươi rồi. Giấm đi. Anh Duy hôm nay bảo mình khó khẽ. Cái khán giả thấy như nào? Đâu, anh nhìn thấy đứng ở về hè cứ khép nép, khép nép. Đấy, quý vị giấm tỏi đi, tỏi là hết AS Roma luôn đây. Nó chắc là vừa rồi. Xin mời mọi người nhá, bún bò Huế ở đây quả sợi bún nó to hơn này. Anh nhìn đầu tiên là thấy sợi bún nó to hơn. Đây móng giò này, ôi có móng to thế. Móng giò này. Thịt này. Hình như có cả thịt bò, thịt bắp này. Đây là thịt bắp chân giò này. Đây là thịt bò nạm này. Hình như anh thấy đây là có giò bò này. Đây là bò viên này. Đây là giò sống này. Tiết nữa. Tiết, quá ngon. Vừa phết, chối đấm mà vừa luôn anh ạ. Xin mời mọi người. Đây quý vị, bác của Duy điểm tô thêm những cái cây hành bóc tươi bên trên. Cảm nhận của Duy đầu tiên về cái bát bún bò Huế, nó cũng rất là nhẹ nhàng và rất là vừa, ít bún. Duy bảo quý vị nhá, mình thử nước dùng. Cái mùi thơm của nó cũng khá là đặc trưng nhá. Có bún bò này nghe. Wow. Tuyệt vời em ạ. Nước dùng tuyệt vời luôn. Nó chuẩn bị đấy. Cái này mình biết rồi. Cái này là cái lợn. Ngon lắm quý vị ạ. Thịt bò ở đây mềm. Hiểu là thịt bò rắt mỡ là nạm đây. Ngon lắm. Ớt chưng ở đây làm cũng khá là hay em ạ. Anh cho ít ớt chưng vào nữa. Ôi, quý vị ơi, trông quá, móng giò này. Ăn ngập mồm. Ngon á. Ngon anh ạ, rất ngon. Anh Duy, anh cơ cả đọc cống ngon phép nó, mình kịp. Mình nhìn kìa rượu mình ấy là. Rau ơi, rau trần đi. Vâng quý vị này, rau cũng rất là đa dạng. Giá đỗ trần này. Hoa chuối. Hoa chuối này. Xà lách này, húng này. Có. Rất là nhàn nhàng. Hôm nay có dự cho gia đình đi chơi đâu không em? Có anh ạ. Em là dưới phải cho vợ con đi chơi rồi anh. Thì bây giờ nó là đường phố Hà Nội là cũng có cấm nữa đâu. Nhà mình cũng né né những nơi đông đông ra thôi. Anh cũng thử mấy viên bò viên này ạ. Ngon lắm đấy. Ngon quá. Nó hạt tiêu, nó cay, nó thơm. Cô chủ ở đây là người Sài Gòn nói lắm. Dễ nghe nhỉ nhỉ. Đây, cái người Sài Gòn cũng mà như kiểu là người ta nói chuyện ấy, trò chuyện ấy. Nghe quấn mết đấy quý vị. Kiểu cô có con gái không ạ? Cô có con gái mà cô ơi? Có. Cô có con gái à? Có con gái. Đấy. Lấy vợ thơm quá quý vị ạ. Dạ chắc. anh rất là thích nghe giọng của con gái miền trong hoặc là giọng của những người miền trong ấy. Mình có cảm giác thấy nó lạ và nó nhẹ nhàng. Và ngược lại anh thấy rất là nhiều người ở trong miền trong lại nói rằng lại thích nghe giọng người Hà Nội. Kiểu là nó thành quen quá rồi nên là nó dễ gây nhàm chán đúng không? Khi mà lạ một tí thì lại thấy hay. Lạ chứ hay mà anh.
Cái bún ở đây nhá quý vị nhá. Bún cảm thấy nó hơi khó gắt nhỉ, cái quả bún to to này anh này. Đó. Ừ. Bát của mình chiến đấu hết, sạch thịt móng mét hết rồi, còn lại bún nữa. Quá ngon, thôi em dừng rồi, ngon quá. Đấy, em đang thái thịt này là con gái cô hả cô? Không, con gái cô này cháu cô. Con gái cô nó đi làm mà. Này, hai đứa này là cháu cô. Có nhiều người người ta ăn cả năm này qua năm kia không chán ai. Ừ, cái nước nhà cô nấu khác mấy người kia. Nên đây này người ta ăn cả năm mới không chán. Ngày nào cũng ăn ấy. Thế thì làm cho người ta cái vẻ tháng của. Địa chỉ mình ở đây là số bao nhiêu hả cô? 36 Hàng Cá, con ở đây có cảm thấy. Em cảm nhận thấy thế nào? Tôi ăn vào tỉnh người luôn quý ông bà các bạn. Hôm qua mình vừa làm trận rượu say quá. Sáng nay có bát bún bò Huế chuẩn. Sáng nay ăn món nào nước nước là ngon. Để lấy sức tí còn đi chiến đấu tiếp mà. Bác cô đi đi cô. Vâng vị đối với Duy thì Duy cảm nhận thấy người Sài Gòn lấy chồng Hà Nội bán bún bò Huế, cảm giác thấy họ phục vụ cũng đôn đả hơn, nhẹ nhàng hơn, êm đềm hơn. Không biết em là người Hà Nội, anh nói thế em có cảm nhận thấy không? Hay là nó tùy từng quán thôi? Em quan trọng quán ngon là được, chứ còn phục vụ hay không phục vụ mình ấy, mình đây mình đi ăn cơ mà. Phục vụ khó tính thì mình gọi ít một thôi, không đừng dục người ta. Nhưng mà cái đấy là cái gọi là cái kiểu cách mình người với cả người nó như thế nào. Còn nhiều quán mà hay nói quá hay là gì đấy thì mình gọi ít thôi. Còn em thấy cũng bình thường, em quan trọng nhất là quán ăn ngon là được. Còn chửi hay không ngon mà chửi thì thôi bị tai lại mà ăn. Quan trọng gì đúng không quý vị? Cảm ơn quý vị đã theo dõi, nhớ nhấn like cũng như hãy nhấn đăng ký kênh YouTube Hà Nội Phố để ủng hộ anh em Duy. Có thể gọi điện cho Duy theo số điện thoại Duy để trong phần mô tả cũng như trong cái bình luận video. Và Duy có trang Facebook Hà Nội Phố, quý vị hãy nhấn like để đón xem những video mới nhất. Hy vọng trong cái thời gian tới anh em Duy Dũng sẽ gặp lại quý vị nhiều hơn trên phố phường Hà Nội ở nhiều nơi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.